Sở hữu vẻ đẹp nguyên sơ với những bãi biển xanh trong cùng cung đường ven biển tuyệt đẹp, Hồ Tràm được biết tới là thủ đô resort mới của Việt Nam, là địa điểm thu hút rất nhiều du khách trong và ngoài nước. Được quy hoạch thành đô thị du lịch mang tầm quốc gia, Hồ Tràm đã liên tục phát triển về hạ tầng du lịch như chuỗi resort quốc tế, khách sạn, nhà hàng, sân golf, casino, khu vui chơi giải trí, vườn thú hoang dã safari Hồ Tràm 600 hectare. Ước tính trong năm 2020, toàn tỉnh đã đón và phục vụ hơn 30 triệu lượt khách, tăng 20% so với cùng kỳ năm 2018. Hơn thế nữa, tương lai phát triển của Hồ Tràm còn được khẳng định qua các dự án phát triển hạ tầng lớn. Cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu khởi công xây dựng vào năm 2020, được xem là trục phát triển kinh tế quan trọng cho toàn vùng, thúc đẩy tăng trưởng các ngành công nghiệp thế mạnh của Bà Rịa - Vũng Tàu, Đồng Nai, Thành phố Hồ Chí Minh. Cao tốc Bến Lức - Long Thành, sân bay quốc tế Long Thành, sân bay Lộc An mở rộng cánh cửa đón du khách trong nước và quốc tế đến với Hồ Tràm. Nâng cấp và mở rộng quốc lộ 51 tạo ra dòng lưu thông mạnh mẽ trong khu vực. Hồ Tràm đã là đích ngắm của rất nhiều nhà đầu tư thông minh, là tâm điểm thu hút mạnh mẽ vốn đầu tư nước ngoài, sẵn sàng chấp cánh cho bước phát triển vượt bậc. Với những tiềm năng to lớn, Hồ Tràm cần có một dự án bất động sản tầm cỡ, đáp ứng nhu cầu an cư và đầu tư, trong đó phần lớn là doanh nhân người Việt và nhà đầu tư nước ngoài. Dự án Hồ Tràm Riverside, nơi tinh hoa hội tụ của các nhà đầu tư bất động sản, đây được xem là một dự án đẳng cấp trong tương lai với tiềm năng phát triển vượt bậc, tọa lạc tại một vị trí cực kỳ đắc địa, hội tụ đủ 3 tiêu chí: nhất cận thị, nhị cận giang, tam cận lộ, cây mặt tiền quốc lộ 55, nằm trong khu vực trung tâm biển Hồ Tràm và sở hữu 3 km view sông Ray tuyệt đẹp trải dài theo dự án. Ngay từ khi xuất hiện thông tin, Hồ Tràm Riverside đã chiếm được trọn lòng tin của đông đảo giới đầu tư tại khu vực thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đồng Nai, thành phố Vũng Tàu, v.v. Hồ Tràm Riverside bằng phong cách thiết kế hiện đại là sự hài hòa giữa kiến trúc phương Tây khuôn vàng thước ngọc với tinh thần phóng khoáng của thiên nhiên bản địa. Quy mô dự án lên tới 60 hectare, với chuỗi nhà phố, shop house, biệt thự ven sông Ray lên tới 1.500 vị trí. Ở giai đoạn này, chủ đầu tư mở bán 570 vị trí đẹp nhất với chính sách ưu đãi để dành cho các nhà đầu tư chiến lược. Trục đường chính 20m kết nối trực tiếp đến đường ven biển Hồ Tràm, hệ thống đường nhựa ven sông Ray với công viên cảnh quan thơ mộng, hệ thống đường nhánh 9m trải dừa, có vỉa hè rộng bởi cây xanh hai bên đường, đảm bảo an toàn cho trẻ nhỏ vui chơi và sự thư thái cho người đi bộ. Công viên cây xanh rộng 3 hectare kết hợp cùng với view sông Ray xung quanh tạo nên một lá chắn xanh, bảo vệ sự trong lành cho toàn bộ dân cư. Các tiện ích nội khu đa dạng bao gồm hồ bơi, khu vui chơi trẻ em, sân chơi ngoài trời. Ngoài ra, biển xanh nắng vàng sẽ là nơi khách hàng và gia đình được tận hưởng không gian kỹ dưỡng trang hòa và cảm nhận hạnh phúc trọn đầy. Hồ Tràm Riverside tọa lạc tại vị trí đắc địa, kết nối xuyên suốt các khu vực chức năng hoàn chỉnh. Vị trí mặt tiền quốc lộ 55 nối thẳng ra biển Hồ Tràm, gây vị trí trung tâm tiếp nối các khu vực. Cách Sài Gòn khoảng 90 km, sân bay quốc tế Long Thành dự kiến hoàn thành năm 2022, chỉ cách Hồ Tràm 50 phút lái xe. Cách casino phong cách Las Vegas và sân golf The Bluff đẳng cấp chỉ 10 phút lái xe. Bên cạnh đó, các trung tâm thương mại, khu công nghiệp, chợ, bệnh viện, trường học cũng nằm trong bán kính 3 km của dự án, thuận tiện cho mọi nhu cầu của dân cư. Không chỉ có bãi biển nguyên sơ, Hồ Tràm còn nổi tiếng với các địa danh du lịch, thắng cảnh độc đáo như bãi biển Hồ Cốc, núi Bên Đạm, cảng cá Lộc An, sân golf The Bluff cùng rất nhiều danh lam khác. Trong bối cảnh nền kinh tế vĩ mô nhạy cảm như hiện nay, các kênh đầu tư như vàng, chứng khoán, tiền tệ là kênh đầu tư thiếu ổn định, có nhiều rủi ro. Vì thế, bất động sản chính là lựa chọn ưu tiên của các nhà đầu tư. Hồ Tràm Riverside có giá chỉ từ 7 triệu đồng một mét vuông, thổ cư, sổ hồng riêng sở hữu vĩnh viễn. Thanh toán chỉ từ 200 triệu đồng, bạn có thể sở hữu một vị trí tuyệt đẹp tại Hồ Tràm Riverside. Hồ Tràm Riverside là một kênh đầu tư an toàn bởi chủ đầu tư uy tín, pháp lý rõ ràng, lãi suất cao hơn mức lãi suất ngân hàng, có thể thu lợi nhuận ngay trong năm nay. Với những lợi thế về an cư và kinh tế điều trên, dự án